Chào các bạn, hôm nay Dương sẽ đến với một chủ đề khá là hay. Đấy là người ấy có hối hận những gì mà họ đã gây ra hay không? Chủ đề này thì có thể là rất nhiều bạn băn khoăn nhưng nó chỉ là một câu hỏi ở trong lòng. Các bạn có thể là sẽ không nói ra được những cái câu đấy hoặc bản thân bạn tự đặt câu hỏi cho bạn và không biết câu trả lời sẽ như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ không chọn tụ nữa. Chúng ta sẽ đến với một trải bài ngẫu nhiên. Và với chủ đề như thế thì các bạn hãy nghĩ về người đấy trong vòng 5 giây. Hãy nghĩ về người ấy trong 5 giây và nghĩ câu hỏi là họ có hối hận về những gì đã gây ra cho bạn hay không nhé. Dương Tarot sẽ gửi đến bạn thông điệp này và sẽ cho bạn biết câu trả lời của trải bài ngày hôm nay. Người ấy có hối hận những gì đã gây ra hay không? Nào, chúng ta xem nào. Bản thân người này có thực sự hối hận hay không? Thực tế là ở đây theo Dương thấy nếu mà suy xét lại vấn đề thì bản thân người ta có hối hận. Tức là nếu mà suy nghĩ và nhìn nhận lại vấn đề sau một khoảng thời gian ấy thì bản thân người ta cũng cảm thấy hối hận về những cái gì người ta gây ra. Thậm chí người ta thấy tiếc vì mối quan hệ này không thể đi đến một cái gì đấy. Và bản thân người này cứ một thời gian người ta lại nghĩ về. Và người ta tự dằn vặt mình ý. Biết thế hồi xưa mình đã không làm thế này, biết thế mình không làm thế kia. Hoặc là trong cuộc sống hàng ngày ấy, dần dần người ta sẽ có một những cái khoảng thời gian mà người ta gặp một cái hoàn cảnh gì đấy và bỗng người ta nhận ra là trước kia mình cũng đối xử với người kia như thế. Thế nên là có thể hiểu tại sao mà người kia lại tổn thương như thế. Tức là cái thời điểm mà họ gây ra họ không nhận ra đâu. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại này thì bản thân họ bắt đầu nhận ra cái vấn đề của họ. Họ nhận ra được những cái mối quan hệ khác giới khiến bạn khó chịu. Những cái lời ăn tiếng nói khiến bạn khó chịu. Và mối quan hệ cứ một khoảng thời gian lại gây ra xích mích cãi vã khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi. Mà người ta vô tư, vô tình không hề biết là những cái điều đấy khiến cho bạn mệt mỏi. Người ta chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy chắc hôm nay khó chịu gì đấy, anh ấy hôm nay khó chịu gì đấy. Hoặc là người ta đang trong cái thời kỳ mệt mỏi nào đấy. Chứ người ta lại không nghĩ là những cái hành động, những cái cử chỉ của người ta khiến cho bạn mệt mỏi. Và họ không biết là những cái hành động, những cái lời nói vô tình của người ta tạo nên những cái vết thương trong lòng bạn. Người ta chỉ nghĩ đơn giản là những cái vết thương đấy nó chỉ là những cái vết thương gọi là chớp nhoáng, có thể là hôm trước hôm sau là hết. Họ không nghĩ là cái vết thương đấy nó lại để lại trong bạn lâu như thế. Và dần dần những cái vấn đề của hai người nó trở thành một cái vấn đề hiện hữu hàng ngày. Càng ngày về sau sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn. Và cả hai người không biết tại sao lại căng thẳng. Bởi vì những cái vấn đề cũ chưa giải quyết được. Thế nên là những cái vấn đề cũng nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại và không có sự thay đổi. Bản thân người kia người ta rất muốn bạn thay đổi và bạn cũng vậy. Nhưng mà khi mà nói về cái vấn đề đấy thì dường như là người kia lẫn bạn đều không nghĩ là mình có vấn đề gì cả. Nếu mà bây giờ nghiêm túc nhìn nhận vấn đề thì chưa chắc bạn đã hoàn toàn đúng trong câu chuyện này. Nhưng bản thân người ta ấy thì người ta cũng không nghĩ được là người ta sai tại cái thời điểm đấy đâu. Chẳng qua là bây giờ có thể có người nào đấy nói về cái vấn đề đấy hoặc phân tích cho người ta thì người ta bắt đầu người ta nhận ra dần. Tức là sau khi họ gây ra những cái lỗi thì họ sẽ dần dần họ mới nhận ra. Chứ nếu mà bạn mong muốn là người này người ta nhận ra ngay thì rất là khó. Và nói thật ra là người này thì người ta luôn luôn cảm thấy như người ta không nhận được đủ tình cảm từ phía bạn. Họ luôn mong muốn là có thể nhận được hơn nữa. Mà trong khi rõ ràng cái vấn đề là bản thân người này người ta cũng nên thực sự phải cố gắng cho đi vì mối quan hệ này, chứ không phải là mỗi mình phía bạn cho đi. Để Dương trải tiếp để cho bạn lời khuyên nhé. Và bản thân người này, người ta không nghĩ đến cái hậu quả người ta gây ra, cũng như là người ta chỉ nghĩ đến việc là người ta chỉ thỏa mãn cảm xúc cái tôi của người ta thôi. Giống như bạn thời điểm đấy bạn cũng có cái tôi, và không ai chịu nhường nhịn ai. Khi mà mối quan hệ nó rạn nứt rồi và sau này đến một cái thời điểm nào đấy rồi, mình mới nhận ra và mình mới học được cái bài học đấy. Còn trước đấy cả hai không học được cái bài học của mình. Và nói thật ra là cả hai luôn nghĩ là mình đúng, bởi vì cảm thấy là đối phương sẽ phải chịu mình. Nhưng mà sau này dần dần là mình hiểu được trong tình yêu ấy, không phải ai chịu ai cả, mà cả hai có thực sự tôn trọng và vì nhau trong mối quan hệ hay không, nó rất là quan trọng. Chứ không phải là mọi thứ theo tùy hứng. Bạn hứng lên bạn có thể làm thế này, bạn hứng lên bạn có thể làm thế kia. Nhưng mà người này ấy, thì người ta lại khác. Đặc biệt là bạn là cái người dễ chịu tổn thương nhiều nhất, dễ nhạy cảm nhất. Nhưng bản thân người ta không hiểu được điều đấy đâu. Bản thân người ta chỉ nghĩ đơn giản là cho nhau một khoảng thời gian yên tĩnh để cả hai suy nghĩ lại. Nhưng mà cái người không suy nghĩ lại là họ. Còn bạn thì bạn có thể là bạn suy nghĩ rất là nhiều, bạn dằn vặt bản thân rất là nhiều. Thậm chí là
bạn cứ nghĩ đi nghĩ lại một cái vấn đề mà trong khi bạn vẫn chưa giải quyết được và cứ một mình bạn loay hoay. Bản thân người ta cũng không giúp bạn giải quyết vấn đề, không giúp bạn giải quyết những cái câu hỏi của người ta, không giúp bạn giải quyết những câu hỏi trong lòng của bạn. Và bản thân bạn ấy, bạn có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì mối quan hệ nó cũng rạn nứt dần. Bởi vì trong tình cảm ấy, cố gắng từ một phía nó không thể nào là đủ được, phải cố gắng từ hai phía. Thế nên là trong cái mối quan hệ này phải mất rất nhiều thời gian cả hai mới nhận ra để có thể cải thiện mối quan hệ này. Nếu như bạn vẫn muốn cải thiện mối quan hệ này và muốn bước tiếp mối quan hệ này và muốn có tương lai ấy, thì có thể xem trải bài riêng của Dương Tarot nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi trải bài của ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn sẽ nhận ra được cái vấn đề của mối quan hệ này và cùng đón chờ những thông điệp tiếp theo nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.